ấm ngâm nó thử đi con. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp em Sister nhé. Cảm ơn các bạn. Em sẽ xin nhỏ bạn nhưng mà sẽ quay trứng tỉnh lòng. Đây mẹ khui ra, mẹ rọc ra giùm Min rồi, bây giờ Min khui ra nè mấy bạn. Cái này không biết là khủng long gì Min ha, không biết là khủng long cổ dài hay là khủng long sừng. Có khủng long này. Nhưng mà bây giờ mình khui ra đi, mình coi coi trong quả trứng đó là con khủng long gì nè mấy bạn ơi. Tôi thấy con khủng long này đó, khủng long này đó. Trời ơi, cái quả trứng nó giống như là bự hơn cái trứng ổng luôn á mấy bạn. Bự bằng cái mặt của chị Min luôn. Bự bằng cái mặt của Min luôn nè mấy bạn ơi. À, nè khui ra đi con. Hình như khui ra được đó con. Nó có cái đường giữa kìa. Đó là con khủng long. Khủng long gì đây Min? Đúng ý thích con mà thích được. Đúng ý thích chú đây. Đúng ý thích của con màu tím luôn đúng không? Trời, nó giống cái băng đồ của Min luôn nè mấy bạn ơi. Cái quả trứng của nó nè. Bây giờ mình sẽ ngâm vô nước nha. Mình sẽ đem vô đâu ngâm vô nước đây con. Ngâm này hả? Ngâm cái con khủng long nè, mình ngâm vô nước nó sẽ nở bự ra đó. Giờ mình ngâm nha. Mình ngâm sau một ngày mình sẽ quay lại mình coi coi nó to lên được đến chừng nào nha các bạn. Giờ Min sẽ bỏ nó vô trong nước để Min ngâm. Mấy bạn theo chân Min nha. Ok. Min ơi, mình đi vô nhà tắm mình ngâm nó thử đi con. Bây giờ mình lấy cái thau tắm luôn đi Min cho nó to con. Con lấy cái thau tắm con hứng lên nha. Mẹ sẽ chế nước vô cái thau tắm của em mở. Em mở hết tắm thau này rồi nên mình lấy cái thau này mình ngâm khủng long luôn. Để nước ngập ngập xíu là mình cho khủng long vô ha con. Nước vô đây mẹ nghĩ chắc được rồi đó. Bây giờ mình thả nó vô đi. Mình sẽ ngâm nó ở đây 24 tiếng thử nha. Coi nó sẽ nở to ra cỡ nào. Bây giờ là nó nằm gọn trong tay của mình nè mấy bạn. Đó, tay của mẹ Min nha. Nó như đây. Ủa sao nó thành xà bông luôn rồi? Đúng rồi, không có đâu con, nó sẽ nở ra đó. Nó sẽ nở ra, nó nở ra mẹ nghĩ là nó giống như cái cục xốp xốp á. Cho con rửa tay đi. Rồi con rửa tay đi. Để đây nha. Ngày mai mình sẽ quay lại nha. Sao rồi? A few moments later. Bây giờ là sáng 6 giờ rồi các bạn. Mặt con này nó cũng chưa có nở to lắm. Chưa nở to lắm, chưa được 24 tiếng nha các bạn ơi. Nó cũng có nở đấy mà chưa to lắm. Mình tiếp tục mình ngâm nha. Mình ngâm. Coi chừng nào nó nở to giống như trong clip mà người ta bán, người ta quảng cáo ha. A few moments later. Hôm nay là ngày thứ hai nè mấy bạn ơi. Con này mình ngâm hai lần rồi nè. Nó cũng chưa có nở ra được to lắm. Không biết chừng nào nó mới nở to giống như trong cái hình mà người ta bán, người ta đăng lên nữa. Đây. Nó nở ra được như đây. To hôm qua được chút xíu rồi. Bây giờ mình ngâm tiếp nha mấy bạn ơi. Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ ba mình ngâm khủng long nè. Nhưng mà mình thấy nó cũng nở ra to hơn hai bữa trước. Nhưng mà cũng không to hơn nhiều lắm. Mấy bạn nhìn nè. Mà hình như khi nó nở ra to thì cái chi tiết của nó không còn đẹp được như lúc mà nó chưa nở nữa. Tại vì nó nở ra mấy cái này nè. Nó cũng nở theo. Cái mặt nó giống như là bị béo phì luôn rồi mấy bạn ơi. Các bạn ơi, đây là cái con khủng long mà mình đã ngâm 4-5 ngày rồi nè. Nó cũng chỉ nở, nó có nở đó mấy bạn. Nhưng mà nó nở ra cũng không nhiều lắm. Nó chỉ nở ra nhiêu đây là hết rồi. Mở hả? Đây mẹ mượn nha. Nó nở nhiêu đây thôi mấy bạn. Mà nó mềm lắm. Nó mềm, xốp xốp. Mình tưởng là nó sẽ nở ra khổng lồ lắm. Chứ ai dè nó chỉ nhiêu đây thôi. Nhiêu đây thôi Min ơi.
Thôi kệ, mình lấy bên chân cũng được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của tụi mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye các bạn đi Min ơi. Bây giờ mình lấy cái này mình chưng lên bàn học cho nó xinh nè. Bye bye các bạn đi con. Bye bye các bạn.